Xin chào mọi người, nếu bạn tò mò về ý nghĩa đặc biệt của tháng 11 đối với người Công giáo, thì hãy tiếp tục theo dõi nhé. Tháng 11 là khoảng thời gian để người Công giáo suy ngẫm sâu sắc, được biết đến với tên gọi tháng các linh hồn. Tháng này dành để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất. Truyền thống này bắt đầu với lễ các thánh vào ngày 1 tháng 11, tôn vinh tất cả các vị thánh, dù được biết đến hay chưa. Sau đó, lễ các đấng linh hồn vào ngày 2 tháng 11, tập trung cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, giúp họ tìm thấy sự bình an. Trong suốt tháng này, người Công giáo thường đến thăm viếng nghĩa trang để dọn dẹp, trang trí mộ phần và thắp nến như một biểu tượng của hy vọng và tưởng nhớ. Các thánh lễ đặc biệt được tổ chức cùng những lời cầu nguyện được dâng lên để nâng đỡ những người đã khuất trên hành trình tâm linh của họ. Đây là một lời nhắc nhở tuyệt đẹp về mối liên kết giữa người sống và người đã khuất, và là khoảng thời gian để chúng ta trân trọng những người thân yêu đã đi trước. Vì vậy, trong tháng 11 này, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm, cầu nguyện và tưởng nhớ. Đó là một truyền thống chạm đến trái tim và tâm hồn.